Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video hôm nay ha. Đố mọi người cái này là cái gì mọi người biết không? Cái này là mọi người chắc cũng nhìn rồi, cũng biết rồi. Cái này là mình chế cái máy cắt, cái máy bắt muỗi ha. Thì nó cũng rất là đơn giản, nó cũng không có gì phức tạp. Thì mình chế để mình bắt cái mùa nắng này muỗi rất là nhiều, không có mưa rất là nhiều. Thì cái này mình cũng làm tạm bợ thôi chứ hôm đó mình làm cũng chưa hoàn thành, mình làm thử nghiệm, mình định vùi nhưng mà quá lâu đi rồi mình mới dùng bằng cái dải the này để cho nó lọt gió. Dụng cụ đơn giản, những cái một cái cục adapter này ha, adapter nguồn 9V hoặc 12V cũng được, và một cái quạt và một cái quặng. Này là cái bình bình đựng gia vị rồi đó, mua ở ngay chỗ mà bán đồ nhựa thì có bán rất nhiều. Này, cái quạt này mình mua thì quạt cũ nên nó rất là rẻ, có mười mấy ngàn à. Nếu mua quạt mới thì nó sẽ mắc hơn. Thì này mình mua ở mấy chỗ đồ điện tử á, thì mình mua quạt cũ thì cũng phải biết chọn lựa. Nếu mà quạt cũ mà mình không có thử á, thì những cái mà nó bị lỗi bị hư á, nó quạt rất là yếu, thì sao mình lựa đã đời cho hên được một cái à? Một cái duy nhất luôn, quạt nó còn zin luôn, quạt nó không bị hư gì á, quạt rất là mạnh. Để mình mở ra cái này thì mình bắt cũng hởm rồi, lâu rồi mình để mình chưa có mở lần nào, từ lúc mình làm mình chế đó thì nó chưa có mở lần nào luôn nên muỗi rất là nhiều ha. Thì mình làm gấp, mình thử nghiệm nên nó cũng chưa có mang cái túi, thì mình thấy nó cũng đạt thôi. Cái này mọi người mà làm để đèn phòng ngủ cũng được, phòng ngủ vừa bắt muỗi và vừa làm cái đèn ngủ luôn, rất là nhiều. Cái này thì mình để từ hôm mình làm cái máy tới giờ nên rất là nhiều. Nó đổ nó khô luôn nè, gió vậy mũi không á. Nếu mà phải bắt được một đêm như vậy á, thì rất là ngon luôn á. Nhưng mà nó không vô vậy đâu, một đêm nó không thể nào nhiều như vậy đâu, rất là nhiều mũi nè. Mũi quá trời mũi luôn ha mọi người. Cái này bắt cũng nhiều đêm mà nha, mình để đây nên mình không có tháo, mình để hoài á, rất là nhiều. Thì để giờ mình nói chi tiết về cách làm này, nó cũng khá là đơn giản mọi người, ai cũng có thể làm được, không cần phải hiểu sâu về điện ha. Thì cái này mình cũng có may cái túi rồi, may cái túi dài ha. Thì đúng ra đây thì dụng cụ dầm là một cái adapter ha. Adapter nếu mà thì mình mua, nếu mà đồ mới thì nó khoảng vài chục ngàn, từ 60 đến vài chục ngàn tùy theo loại tốt. Mình mua nếu mà mình xài 9W cũng được rồi, nhưng mà cái quạt này thì 12W ha, quạt là 12W, tại 12W thì nó quạt quá mạnh đi, nó mạnh quá nên cái độ gió nó nhiều quá nó hú, thì mình xài cho 9W nè, 12W cũng được nhưng nó rất mạnh. Ở đây mình quạt thử chỗ này, cái này á nó không có kêu dày mà do tại mũi á, nó chết nó đóng lên cái quạt á, nó cứng luôn và nó cọ cái quạt thôi chứ nó không có kêu vậy. Thì đây là cái đèn, nguyên lý hoạt động của nó là nhờ có cái đèn ánh ánh sáng dương ha. Cái đèn này là đèn ánh sáng dương nè, để mình mở ra luôn. Đèn ánh sáng dương đặng nó thu hút con muỗi lại, lại ngay chỗ cái đèn thì cái quạt nó sẽ quạt hút vô cái này. Thì đây là cái chai, để mình mở ra hết đi. Đây là cái quặng mình úp xuống ha, nó hình dung nè.
cái quạt á, mũi á, nó khi mà nó cắn gà thì khi nó bị cái quạt chém là nó bị chảy, nó bung ra và nó chảy máu, nó dính dính mũi này nè, rất là nhiều luôn. Đó, nó dính cái quạt, đóng cái quạt nè. Cái quạt này mình mua túng cái quạt cũ nhưng mà nó quạt rất là mạnh luôn. Quạt này là 10 công suất, nó 12W DC nha. 12W DC. AC, AC là cái điện xoay chiều, điện mình xài điện 220 đó gọi là điện AC. Xoay chiều, còn cái điện này là điện DC, điện một chiều. Phải qua được adapter. Cái như cái hũ này là nguyên cái hũ bình thường, cái hũ bình thường nè, cái hũ này để mình đo. Cái hũ này là hũ này tắt nha, tắt yếu nè đó, thì đo cái quạt này, đo cái quạt này, cái quạt này là chỉ có 8 phân à, quạt 8 phân, cái chiều vuông cũng 8 phân. Thì cái hũ này bán ngoài ngoài mấy chỗ nó bán đồ nhựa rất là nhiều. Cái hũ này thì mình khoét cái đít, mình vùi cái đít nè, khoét đít nè, vừa cái vòng tròn của cái quạt nè, khoét cái đít đích hũ á. Rồi dưới đây á, thì mình hôm đó mình định là dùi cái lỗ đều, nhưng mà dùi lâu quá rồi làm biếng, mình lấy bằng cái vật nhọn mà nhỏ thôi, con mũi, nói chung là con mũi nó lọt không 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 qua lọt được, nhưng mà cái gió nó qua được, đặng đặng khi nó hút gió nó mới mạnh. Cái nói chung là cái độ thoáng ở đây nó càng nhiều, đặng gió nó ra từ cái quạt đây, đặng nó hút con mũi vô. Nếu mà gió nó không có thoáng được đó là nó sẽ không có hút mũi vô ha. Đây vật dụng mình cũng làm đơn giản, thì mình xong rồi mình cắt cái chiều quạt, cái chiều quạt gió là nó hút xuống, khi hút xuống là gió nó thổi xuống đây nè, ở trên là hút xuống. Còn cái quặng này thì có giá 5.000 thôi. Mình làm cái nguyên cái bộ bắt mũi này nó khoảng 100 đến trăm ngoài, tùy theo. Nếu mình mua mà đồ mới không thì nó sẽ mắc hơn, như cái quạt này có thể vài chục ngàn, vài chục ngàn à. Còn quạt cũ thì nó mười mấy ngàn, mình mua có mười mấy ngàn à. Với mình xài này năm cái bóng đèn, cái năm bóng đèn này led, bóng đèn led, led dương ha, em ghim điện vô đó, led ánh 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 xanh dương nha, cái màu này xanh dương, xanh dương tím á, xanh da trời á, màu xanh da trời với màu xanh lá cây nha, đặng nó thu hút cái con gà lại. Cái màu này là, ủa bị xin lỗi, cái màu này là màu thu hút con muỗi lại, cái màu này con muỗi nó rất là thích. Thì mọi người làm cái đèn ngủ phòng ngủ mình cũng được. Đây mình may cái túi nè đó, cái túi này mình tầm ở đây nè, hồi nãy hổm thì mình chưa có làm. Mình tầm cái độ mà nó càng thoáng, có nghĩa là nó thoáng gió, nó càng thoáng gió thì nó sẽ lọt gió ra và nó hút gió mạnh, thì con mũi nó sẽ vô dính trong đây. Dưới đây thì mình bịch lên đây, cần thì mình xả ra. Mình cũng phải, giờ mình phải vệ sinh này, nó đóng quá trời đóng luôn à, đóng cái quạt nó kêu luôn, đứng cái quạt luôn á. Cũng đơn giản nha mọi người, hay mọi người thấy thì mà có thể làm được. Thì với năm cái bóng đèn đó. Bóng đèn thì mình câu chung như này nè, thì điện DC thì nó có âm dương đó. Âm dương thì nó đúng, nó mới chạy cái quạt như vậy. Đó thì mình ghim vậy thôi, khi mà có ánh đèn lại, ánh đèn tối thì nó hút vào, nó hút vào con mũi nó bay lại, thì cái quạt hút xuống nó thổi đây, thổi đây thì cái này mình sẽ gắn lại. Lát mình sẽ chùi cái này nó dơ quá trời luôn rồi. Thì cái túi này mình may càng dài á, thì nó được cái độ gió nó thoáng, thì nó sẽ cái quạt mình nó không bị hú, bị kêu nhiều, thì nó sẽ cái lực gió nó sẽ mạnh và
Nói chung là mình làm cái lưới này mục đích là nó thay cái lỗ này nè, theo gì mình khoét, nhưng mà mình khoét nó quá lâu với nó cái độ thoát gió nó không có mạnh, nên mình làm phụ thêm này gì. Nếu mà làm độ thoát gió mạnh á thì mình có thể dặn bằng cái nắp tiện được, dặn cái nắp nó lại cũng được, nên làm gì cho nó thoáng. Không như cái này á, là mình khi mình làm cái này á, thì cái mình mọi người nên lưu ý là cái khoảng cách này là mình nên chỉnh, đừng có sai như vậy đó. Mình làm có thể chủ động được, mình chỉnh cái khoảng cách nè đó. Mình làm mình chỉnh khoảng cách nó nặng cho nó đừng có rộng quá là con muỗi nó cái độ không khí nó không có bị hút, nó không có hút đó. Khi cái độ khích về nó, khi mà con muỗi vừa lọt đây là cái gió nó, lực gió nó mạnh á, là nó hút xuống liền, nó hút xuống đây, muỗi không thể nào nó bay lên nổi được. Thì cái này là cái nắp dặn nè, mình nói lại đây là cái đít mình khoét thôi. Thì cái này muốn đèn led này thì mình mua ngay chỗ mấy chỗ mà đồ điện tử hay là chỗ bán phụ tùng xe nào đó, đèn của bên xe đồ rất là nhiều phụ tùng xe, thì một bóng khoảng 2.000, 2.500, 3.000 tùy theo chỗ, thì chừng 5 bóng là được rồi. Mình xài cục adapter này là 12V hoặc là 9V cũng được, 12V nó sẽ mạnh hơn cái DC đó. Thì cái này thì mình dặn vít bắt vô cái đáy của cái hũ nè, đơn giản ha mọi người. Đó. Rất là nhiều luôn. Đó. Cái đèn ánh sáng đèn này nó có tác dụng là cái màu này nó kích thích con muỗi, nó rất là thích và nó bay lại. Nó bay lại thì nó bị cái quạt hút xuống. Cái quạt nó hút xuống đây thì nó không thể nào bay lên được. Tại cái lực quạt này rất là mạnh. Đó. Thì nó nằm ở trong đây luôn. Thì chừng nào đầy túi mình gỡ cũng được. Cái này thì mình mới may cái đầu thảm thì mình làm bợ. Đó, muỗi nó nhiều quá rồi nó đóng vô cái quạt nó kêu luôn á. Khi con muỗi vô đây nó lọt đây thì cái dải the này thì nó có tác dụng là nó làm cho cái không khí nó bay ra đằng cái hút cái gió vô. Hôm đó mình vui này lâu quá vui rồi bỏ luôn, không vui rồi. Thôi video đến đây là hết nha, cảm ơn mọi người đã xem clip. Thì chúc chia sẻ nhỏ đến mọi người có làm được thì làm, nếu mà phàm làm để mình bắt trong nhà mình cũng được, hoặc là mình để ngoài chuồng gà cũng được, để vừa là cái đèn ngủ mà vừa bắt muỗi luôn. Thì thôi chúc mọi người luôn thành công và trong cái việc chăn nuôi của mình ha. Mến chào mọi người, nếu mà thấy video hay thì mọi người hãy nhớ đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất khi mình tải lên, và hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Chào tạm biệt mọi người.